Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là một năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp. Các cấp tại các cấp cơ sở, nhiều mô hình sáng tạo, nhiều cách làm hay thiết thực và hiệu quả đã được triển khai thực hiện, tạo sự đồng bộ đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Nhờ đó, sức mạnh nội sinh được phát huy, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được tăng cường, củng cố, tạo thế sâu rễ bền gốc và trở thành vũ khí sắc bén để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp đã đề ra. Phúc Trạch từng là một điểm nóng của Đảng bộ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, khi nội bộ của Đảng bộ xã tính thống nhất không cao. Thế nhưng thay vì né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, Đảng ủy chính quyền địa phương nơi đây đã thẳng thắn tiếp thu, thừa nhận thiếu sót, hạn chế và lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người dân, để từ đó tập trung giải quyết từng vấn đề nổi cộm, tồn đọng, giúp địa phương trở thành nơi có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trong các xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh. Tập thể lãnh đạo, ban chấp hành, ban thường vụ Đảng ủy xã Phúc Trạch, mà nhất là người đứng đầu là đồng chí bí thư Đảng ủy, đã tuân thủ cái nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát cái quy chế làm việc để cụ thể hóa các nghị quyết của huyện, nhất là nghị quyết về công tác cán bộ, nghị quyết về cải cách hành chính, nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, để từ đó mà cụ thể hóa bằng các cái chương trình hành động, bằng kế hoạch sát đúng với cái tình hình. Trong khi đó, tại Đảng bộ xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, việc nhận thức rõ nghị quyết có đi vào cuộc sống hay không, đảng viên có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không là do sự lãnh đạo sát sao, quyết liệt của tổ chức cơ sở Đảng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nơi đây luôn xác định phải thực sự vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, phải làm sao để dân hiểu, dân tin, dân đồng tình và dân hưởng ứng. Công tác dân vận là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng trong cái công tác xây dựng Đảng. Và chúng tôi luôn luôn xác định công tác dân vận là phải đi đôi với những cái việc làm cụ thể và thiết thực, là phải xuống tận dưới thôn bản, dưới các cơ quan, rồi các nơi sản xuất để mà trực tiếp tuyên truyền cho người dân, để người dân làm sao mà thực hiện cho tốt. Năm 2022, Việt Nam đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra và được Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhận định là điểm sáng trong bức tranh xám màu của kinh tế toàn cầu. Để có được kết quả này là nhờ sự quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn bền bỉ của Đảng, đóng góp to lớn bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặc biệt là nhờ phát huy hiệu quả sức mạnh nội sinh từ các tổ chức cơ sở Đảng. Trong cái quá trình xây dựng Đảng của chúng ta thì chúng ta cũng rất coi trọng là công tác xây dựng Đảng từ dưới cơ sở. Và vì tất cả các cái nhiệm vụ cán bộ đảng viên thì đều là thực hiện ở dưới các cái cơ sở, các chi bộ cũng như đảng bộ cơ sở. Thì đây là một cái vai trò của các chi bộ cũng như đảng bộ cơ sở hết sức quan trọng. Bác Hồ trong mấy cuốn Thưởng thức chính trị viết năm 1953, bác đã nêu là gì? Là Đảng ta là do các đảng viên tập hợp mà tổ chức nên. Và nếu mà mỗi đảng viên mà là tốt, thì đảng ta sẽ là tốt, là vững mạnh trong sạch. Thực tế cho thấy, không ngừng tăng cường, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy sức mạnh nội sinh chính là cách để tạo thế sâu rễ, bền gốc và để biến sức mạnh nội sinh trở thành vũ khí sắc bén, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cấp đã đề ra.